Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận thêm 2010 ca mắc mới, giảm 330 ca so với hôm qua. Ca nặng cũng giảm từ 103 ca xuống còn 78 ca, tuy nhiên Tây Ninh ghi nhận 1 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.353.573 ca nhiễm. Trong ngày, có 5.271 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.997.136 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 78 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 đến 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.095 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.